người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn ý sự hướng thuận các con vừa tỏ bày trong bàn hội thánh và xin Chúa tuân tổ phúc lành của Ngài trên cả con. Người hướng về lời tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Chúa chung quanh anh chị trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là một quan trọng đặc biệt. Vì vậy Chúa đã thành lấy lòng yêu mến nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện được tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa. Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Vậy tục ngữ có câu rằng tiền tài ư sẽ hết, sắc đẹp ư sẽ tàn, mà chỉ có tình yêu là lẽ sống không tan.
Cho nên vì tình yêu, cho nên Trung và Thu đã cùng nhau xe duyên thành vợ thành chồng. Giờ phút này phải nói là đặc biệt nhất một đôi kỷ niệm. Until this world stops turning, I'll still be here waiting, I'm waiting to make that vow that I'll be by your side. Sẽ quá mau, anh sẽ mãi luôn che chở em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do, 'cause I love you, love you. I'll be by your side. Just look at us now. I want.